Tiếp theo cái ví dụ về đạo hàm và giá trị cận biên cho hàm tổng chi phí CQ bằng 0,1 Q bình phương cộng cho 0,3 Q cộng 100 và Q lớn bằng 0, tìm hàm chi phí biên MCQ, tính chi phí biên tại mức sản lượng Q bằng 120 và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được. Thì trước tiên làm câu A, thì cái hàm chi phí biên, hàm chi phí biên đó, nó chính là đạo hàm của hàm chi phí, hàm chi phí biên, tức là mình sẽ ghi là MC theo biến Q, nó sẽ bằng là đạo hàm của hàm chi phí theo biến Q. Thì đạo hàm của Q bình phương bằng 2Q mà 2 nhân cho 0,1 thì nó ra là 0,2, 0,2Q. Còn đạo hàm của Q là bằng 1, đúng không? Nhân 3 là bằng cộng 0,3. Đấy. Thì chỗ này chúng ta nên nhớ cái công thức đạo hàm là ít mũ alpha mà đạo hàm đó, thì nó bằng là alpha nhân cho ít mũ alpha trừ 1. Mình nhớ công thức này. Rồi, tiếp theo là câu B, tính giá trị chi phí biên tại mức sản lượng Q bằng 120. Như vậy thì mình có là MC mà tại cái Q0 này. Có nghĩa là cái chỗ Q0 đó mình sẽ thay cái chỗ Q đó mình sẽ thay bằng 120 vô, tức là MC tại 120. Thì chỗ này mình thay Q bằng 120 vô thì nó sẽ ra là 0,2 nhân cho 120 và cộng cho 0,3. Thì bây giờ mình bấm máy nè, 0,2 nhân cho 120 cộng 0,3 thì lúc này nó bằng 24,3, bằng 24,3. Mình giải thích ý nghĩa kết quả nhận được. Ý nghĩa, mình ghi ý nghĩa. Ý nghĩa là tại cái mức sản lượng Q 0 bằng 120, nếu tăng thêm một đơn vị sản lượng thì chi phí nó sẽ tăng thêm sắp xỉ, thêm chữ sắp xỉ nữa, là 24,3 đơn vị. Thì cái đơn vị ở phía dưới này nó chính là đơn vị của chi phí, nó tính bằng tiền. Còn đơn vị ở phía trên này là đơn vị sản lượng, có thể là nó tính bằng sản phẩm hay là ngàn sản phẩm, trăm sản phẩm gì đó, tùy theo cái đề bài. Đấy. Thì trên đây là thầy hướng dẫn cái ví dụ về đạo hàm và giá trị cận biên.